Xin chào tất cả các bạn. Bạn đang mơ ước đi du học Mỹ, bạn lo lắng về thủ tục xin cấp visa vì thời gian học trống, và bạn lo ngại về việc xin học cao đẳng hay là đại học, hay là bạn muốn vào đại học mà lo không xin được EI-20. Vậy thì làm cách nào để có được một hồ sơ du học tốt vậy Bảo Trâm? Thì quan trọng nhất là bạn có định học tập thực sự hay không, thì bạn không cần phải lo lắng về vấn đề này nữa. Sự thật là các nhân viên phòng lãnh sự muốn cấp visa cho các bạn, miễn là các bạn đáp ứng được các yêu cầu của họ. Những tin đồn hay là vô số những thông tin sai lệch hiện nay thì khiến rất là nhiều bậc phụ huynh và các học sinh sinh viên nghĩ rằng xin visa du học là một điều gì đó rất là khó khăn. Tuy nhiên thì việc đó đơn giản hơn là tất cả các bạn nghĩ. Bạn chỉ cần chứng minh cho nhân viên lãnh sự thấy bạn đáp ứng đủ 3 điều kiện như sau. Thứ nhất, bạn là một người học sinh thực thụ, có nghĩa là bạn không hề có ý định sử dụng cái visa không định cư để mà mình nhập cư tại Hoa Kỳ. Thứ hai là bạn sẽ có khả năng chi trả cho cái việc học tập của mình. Thứ ba là bạn sẽ có kế hoạch quay trở về quê hương sau khi mà kết thúc cái thời gian học tập ở đây. Và mọi câu hỏi mà nhân viên lãnh sự ngồi sau khung cửa kính đặt ra chỉ xoay quanh về 3 điểm mấu chốt này mà thôi. Và các nhân viên lãnh sự là người đưa ra quyết định là đồng ý, cân nhắc việc bổ sung thêm các giấy tờ hay là từ chối cấp visa hoàn toàn dựa trên các câu hỏi và những câu trả lời của bạn, cũng như là cái kỹ năng và trực giác của họ. Điều này thì có nghĩa là bạn nên nói sự thật, cũng như là sử dụng các tài liệu xác thực và giải thích mọi cái kế hoạch của mình một cách logic và rành mạch nhất nữa đó. Vậy thì các nhân viên lãnh sự có khi nào mà mắc sai lầm hay không vậy Bảo Trâm? Thì đôi khi cũng là có, bởi họ cũng chỉ là con người và hoàn toàn có thể là nhầm lẫn. Thì dù vậy, nhìn chung họ luôn cố gắng hết sức để có thể đưa ra một cái quyết định quan trọng cho bạn và cho cả những người khác nữa. Thì trên thực tế, mục tiêu của chính phủ Mỹ là thu hút số lượng du học sinh quốc tế đến học tại các trường đại học cao đẳng của nước Mỹ là nhiều nhất có thể. Vì thế thì trong quá trình chuẩn bị cho buổi phỏng vấn visa tối quan trọng đó, thì một cuộc nói chuyện ngắn ngủi sẽ quyết định việc bạn có được đi du học ở Mỹ hay là không. Các bạn hãy tập trung vào những điều cơ bản và đơn giản hóa cái vấn đề, cũng như là xem xét kỹ các tiêu chí và suy nghĩ xem bạn sẽ kể cái câu chuyện của bạn riêng như thế nào mà hợp lý nhất, và tránh cái tình trạng học thuộc lòng. Vì các nhân viên lãnh sự sẽ rất là khó chịu nếu bạn trình bày cái lý do đi học ở Mỹ là vì nước Mỹ có hệ thống giáo dục tiên tiến bậc nhất trên thế giới hay đòi lại là như vậy. Các bạn hãy kể cho họ nghe là tại sao bạn lại chọn đi du học ở Mỹ, bản thân bạn sẽ được lợi như thế nào khi mà trải nghiệm cái thời gian quý giá học tại đây, và hãy tham gia vào lớp học phỏng vấn thì bạn sẽ hiểu rõ hơn các suy nghĩ của nhân viên lãnh sự để biết là bạn cần phải làm những cái vấn đề gì nữa đó. Hiện nay thì fanpage và các face cũng nhiều bạn tư vấn, nên nhiều khi tư vấn viên chưa trả lời ngay được. Các bạn học sinh và phụ huynh nên gọi trực tiếp công ty theo số điện thoại là 0838484879 để được hướng dẫn chi tiết nha các bạn. Và hộp thư của Tân Đại Dương có rất là nhiều câu hỏi thắc mắc, trong đó có một câu hỏi rất là phổ biến, đó chính là SAT là gì vậy Bảo Trâm? Thì SAT là kỳ thi vào đại học ở Mỹ, thì còn được viết tắt của chữ là Scholastic Aptitude Test. Đó có nghĩa nôm na là một bài trắc nghiệm khả năng thích hợp với học thuật bậc đại học, và mỗi môn thì có số điểm cao nhất là 800 điểm, thấp nhất đó là 200 điểm. Nghĩa là nếu mà bạn bỏ bài thi trắng cũng được sẽ 200 điểm, coi như là cái tiền đóng phí thi cử của mình nữa đó. Và có hai loại thi SAT, thứ nhất đó là SAT 1 chỉ gồm hai môn là toán và văn, còn SAT 2 thì sẽ có đầy đủ là toán, lý, hóa, sinh và sử và văn nữa, và còn một vài môn chuyên ngành khác. Nhưng mà loại bình thường và thi phổ biến nhất ở đại học ở Mỹ đó là chính là thi SAT 1, cho nên trong cái cuộc chia sẻ hôm nay thì Bảo Trâm sẽ giới thiệu về SAT 1, hay còn gọi tắt đó là SAT, để tránh sự nhầm lẫn đối với các bạn. Thì trong môn toán thì câu hỏi chỉ là những trắc nghiệm đại số, hình học, logic, xếp từ dễ cho đến khó mà các học sinh Việt Nam rất là xem thường, vì 2/3 số câu này chỉ là học hết toán lớp 7 là có thể làm được. Còn môn văn thì chủ yếu giống như là phần thi về từ ngữ, ngữ pháp của lớp 9. Cuối bài thì còn có thêm một phần tiểu luận chỉ đòi hỏi từ 200 cho đến 300 chữ, viết trong vòng 15 phút hay là trong vòng nửa tiếng, mà có vẻ giống như là cái câu hỏi dành cho các ứng viên thi hoa hậu hơn là sinh viên trong tương lai, vì hỏi toàn những nội dung liên quan đến hòa bình thế giới hay là những sự nỗ lực của bản thân. Ví dụ như là nếu bạn được tạo ra một ngày lễ trong năm thì ngày đó sẽ là ngày gì và tại sao, hay là quyết định nào trong quá khứ của bạn thì có ảnh hưởng to lớn nhất đến tiến bộ của bạn trong ngày hôm nay. Chỉ có một yếu tố mà các bạn học sinh hiếm khi nhận ra trước cái kỳ thi SAT, đó chính là sự khống chế về mặt thời gian. Và trong vòng 3 tiếng đồng hồ, các bạn phải giải quyết gần như là hết hàng trăm câu hỏi lớn và nhỏ. Nhiều câu đơn giản giống như là đang giỡn với bạn vậy đó, nhưng mà xác suất đúng sai thì rất là lớn. Như là một ẩn ý nhỏ là bài kiểm tra đã sớm dạy cho các bạn sinh viên tương lai được một bài học rất là quan trọng. Thì trong cuộc sống có những vấn đề rất là đơn giản, nhưng mà không phải lúc nào bạn cũng có thể được vận hành trong một cái điều kiện hoàn hảo để giải quyết chúng một cách hoàn hảo như mà bạn mong đợi. Và bạn chỉ có thể giỏi nhất cho ra được cái kết quả tối ưu nhất trong điều kiện hạn hẹp cho phép. Và cái ẩn ý thứ hai của
cái cuộc thi SAT, có nghĩa là trong cuộc sống thì bạn luôn có một cái cơ hội thứ hai. Bởi vì SAT được tổ chức một năm từ 4 cho đến 7 lần, tùy vào địa phương, và hoàn toàn các bạn có thể vào cái website của ban tổ chức để biết được cái địa điểm thi gần nhất mà bạn có thể tham gia. Thi thấp điểm lần này thì hoàn toàn có thể thi lại vài tháng sau đó, và các bạn sẽ được thi tối đa là 3 lần trong một năm, rồi các bạn sẽ chọn cái kết quả cao nhất để mà gửi về cho trường đại học mà bạn mơ ước. Nhưng mà bạn phải ghi rõ đó là lần thứ mấy, và nhà trường sẽ có thể yêu cầu bạn phải trình bày cái số điểm hai lần trước của mình. Và có lẽ đây cũng là cái cách thử thách xem các bạn học sinh sử dụng cái cơ hội thứ hai sẽ khôn ngoan ra sao. Và có một cái công ty dịch vụ tên là ETS, hay còn gọi là Education Testing Service, thì làm việc độc lập với bất kỳ trường đại học nào của Mỹ, tập hợp tất cả các giáo sư nổi tiếng nhất trong mọi chuyên ngành để mà có thể thiết kế bài thi và dùng những cái thuật toán để lên khung điểm thưởng hay là phạt cho từng câu hỏi và quyết định cái mức độ khó dễ của bài thi. Thì người ta có các cách tính điểm thưởng cao khi mà gần hết giờ thì đầu óc thí sinh đã mệt mỏi sau gần 3 giờ thi cử mà vẫn kiên cường vượt khó để giải quyết thành công cái vấn đề. Thì đây cũng là một cách giáo dục gián tiếp về bản chất của thực tế cuộc sống cho tất cả các thành viên tương lai của xã hội. Vì đây là một bài thi trắc nghiệm nên bất cứ trường nào tổ chức thi trong nước Mỹ cũng như là nước khác thì đều sẽ được hoa hồng của ETS để lưu chuyển đề bài cũng như là kết quả làm bài, và chỉ hoàn toàn là những cái ô tô tròn để hiển thị câu trả lời là A, B, C hay là D. Và việc chấm điểm đã có máy móc chuyên dụng và tính toán. Còn chuyện lộ đề thì các bạn khỏi phải lo, vì chính các trường tổ chức thì cũng chẳng thể nào biết được đáp án. Và sẽ được trả tiền thi cho tổ chức thì phải là thi đàng hoàng để nghiêm túc để lần sau mà còn có thể đăng ca để tổ chức tiếp nữa đó. Bên cạnh đó thì cũng có khá nhiều bạn lo lắng, nếu em không có điểm SAT thì làm thế nào, hay là em không có SAT thì có được du học Mỹ hay không. Vậy thì Bảo Trâm có thể trả lời và giải đáp tất cả thắc mắc cho các bạn biết được không? Thì Bảo Trâm cũng xin trả lời cho các bạn cũng như Mai được quan tâm về vấn đề này là thiếu điểm SAT cũng không có vấn đề gì cả. Thì tuyển sinh vào đại học ở Mỹ hoàn toàn không chỉ là vấn đề như là thi vào đại học, với lý do là năng lực của thí sinh qua 12 năm học thì không thể nào gom vào 3 tiếng đồng hồ trắc nghiệm được. Vì vậy thì điểm SAT cao không phải là yếu tố duy nhất để các bạn học sinh được tuyển vào các bậc đại học. Thì SAT chỉ là một trong 6 yếu tố chính trong quá trình sàng lọc. Thậm chí là với một số trường cải tiến thì điểm SAT không hề bắt buộc, vì học sinh ở một số vùng sâu, vùng xa thì mỗi lần thi SAT thì các bạn phải tốn khoảng 100 đô. Thì đây cũng là một gánh nặng cho gia đình của họ. Thì vì hệ thống giáo dục của Mỹ là một hệ thống không tập trung, nghĩa là mỗi trường trung học hoặc đại học thì đều có cái giáo án riêng nè, cũng như là cách tính điểm riêng, nên mà chuyện làm phát điểm là không thể tránh khỏi. Vì ý nghĩa của SAT chỉ là một kỳ thi chuẩn để biết được cái khả năng của sinh viên tương lai so với một cái chuẩn chung là như thế nào. Và có điểm SAT ròng tuyệt đối là dao động từ 200 cho đến 800 điểm, và cũng có điểm tương đối là xếp hạng bao nhiêu trong nhóm thí sinh trong đợt thi của mình. Nếu không có SAT thì hồ sơ dùng Mỹ có cần bổ sung thêm những yếu tố gì hay không vậy Bảo Trâm? Thì bàn về 6 yếu tố trong tuyển sinh đại học ở Mỹ thì mình có thể gọi như là cụ Nguyễn Du đã từng nói, đó là đủ ngần ấy nết mới là người soi. Thì yếu tố thứ nhất đó là trường muốn biết được các bạn sĩ tử đã học hành những gì ra sao trong 4 năm trung học qua bảng điểm và hướng dẫn tính điểm của từng trường. Vì là cái nền giáo dục không tập trung nên các bạn học sinh sẽ được thoải mái chọn lớp để mà ghi danh học. Và nhìn bảng điểm thì trường sẽ biết ngay rằng các bạn học sinh đó có học lệch hay không, cũng như mà cái lĩnh vực bạn quan tâm chủ yếu là gì và kết quả của cái công lao học tập của bạn là bao nhiêu. Còn về yếu tố thứ hai đó là trường đòi 3 lá thư giới thiệu từ các thầy cô đã từng trực tiếp giảng dạy cho các bạn học sinh. Và sự đánh giá khách quan của các thầy cô sẽ cho biết có một số thông tin quan trọng về khả năng học vấn của học sinh so với các bạn đồng trang lứa trong một cái môi trường học giống nhau. Các bạn học sinh phải tận dụng cái cơ hội học hành ra sao, cũng như là có sức học chênh lệch như thế nào, điểm mạnh và điểm yếu khi giải quyết vấn đề cũng như là tương tác với bạn cùng nhóm của mình. Nội dung của thư giới thiệu thì sẽ được thầy cô niêm phong và trực tiếp gửi đến trường đại học, nên các bạn hầu như là không biết được nội dung bên trong là gì. Còn về yếu tố thứ ba đó là trường cho phép các bạn học sinh có 5 phút tự giới thiệu để trình bày cũng như là giải trình đầy đủ về cái nguyện vọng. Đó chính là một bài luận văn. Bởi vì văn là người nên trường sẽ khuyến khích các bạn học sinh thể hiện ý tưởng của mình mạch lạc trên một văn bản có khả năng chuyển tải cái thông tin hiệu quả gói gọn trong khoảng từ 800 cho đến 1200 chữ. Còn về yếu tố thứ tư đó là hoạt động ngoại khóa và hoạt động cộng đồng. Bởi vì các trường đại học thì không muốn tuyển vào một cái con mọt sách là chỉ cắm cúi vào học tập mà không hề quan tâm gì đến các vấn đề xã hội, văn hóa hay là thể thao. Do vậy thì một ứng cử viên sáng giá cho trường đại học phải là người cân bằng được việc học với những thú vui cá nhân và làm việc giúp ích cho cộng đồng. Còn về yếu tố thứ năm đó là các bạn học sinh thì phải giới thiệu được cái điều gì và bằng cách nào để đóng góp và làm giàu cho cái cộng đồng đại học mà bạn sắp sửa tham gia vào. Thì điều này được thể hiện dưới dạng một bài luận nữa hay là các phương tiện khác, miễn là có sức thuyết phục mà thôi. Và trường sẽ chọn cho các bạn học sinh căn cứ vào nguồn gốc, sắc tộc,
tôn giáo cũng như là vùng miền để mà vào được trường, bởi vì muôn hoa thì khoe sắc thắm. Các bạn sinh viên sẽ có thể tương tác và học cách tương tác với nhau một cách bình đẳng hơn. Và trong luật của Mỹ thì có một luật nghiêm cấm trường đại học đóng cửa cơ hội đối với những cái bạn sinh viên thuộc về dân tộc thiểu số nào đó, như là người da đỏ, người tàn tật hay là người ở khu vực thiệt thòi và có chiến tranh. Đó là những năm gần đây thì các trường đại học danh tiếng của Mỹ rất ưu tiên là tuyển sinh viên giỏi từ Việt Nam và còn cấp nhiều loại học bổng. Thì có lẽ họ muốn là trong khuôn viên của nhà trường có những đại diện từ bên bờ kia của đại dương thì có thể sẽ dạy bạn bè làm giàu hơn cái vốn kinh nghiệm sống của mình, cũng như là làm giàu hơn cái nền văn hóa. Còn về cuối cùng đó là trường mới đòi hỏi các bạn học sinh nộp cái điểm xét, và còn lưu ý thêm rằng điểm này chỉ có tính chất tham khảo mà thôi. Thì nếu nó ngang bằng với cái bảng điểm trong lớp thì không có gì là quan trọng, còn nếu quá yếu thì lúc đó mình mới tính tiếp. Còn chỉ cần các bạn học sinh viết một lá thư cho trường nói là không có sẵn 100 đô để thi tuyển sinh, hoặc là vùng lãnh thổ của họ thì không có tổ chức cái cuộc thi SAT, thì trường sẽ sẵn sàng trả lời là no problem, có nghĩa là không hề có vấn đề gì cả. Thì để học sinh có thể an tâm lo 5 yếu tố còn lại để hồ sơ của mình thì có thể gọi là một cách nó hoàn hảo và tuyệt đẹp đó đó. Vậy thì bạn còn lo lắng gì nữa? Hãy để cho công ty Tân Đại Dương làm cầu nối chắc cánh ước mơ du học cho bạn nha. Đến ngay văn phòng của công ty Tân Đại Dương theo địa chỉ là 148/1 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất để được hỗ trợ trực tiếp và tư vấn trực tiếp nha các bạn. Xin chào các bạn đã đến với chương trình chia sẻ ước mơ du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương. Thì trong chương trình hôm nay chúng ta hãy cùng bạn Trần Thị Hoàng Thi, sinh viên năm thứ nhất ngành tài chính ngân hàng tại trường Đại học Huế, sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tế tại sao Hoàng Thi lại chọn du học Mỹ. Xin chào Hoàng Thi. Dạ em chào chị. Hoàng Thi có thể giới thiệu đôi nét về bản thân của em cho các bạn biết được hay không? Dạ, em là Trần Thị Hoàng Thi, đang học ngành tài chính ngân hàng tại Đại học Kinh tế Huế. Em chọn du học Mỹ tại vì ở Việt Nam thì chương trình học nó không được thực tế, học nó để vận dụng ở thực tế hơn. Ở Mỹ thì có điều kiện tốt, chương trình Anh văn sau này em quả nó tốt hơn. Sau này về Việt Nam thì công việc của em về nó đi qua tới tiếng Anh nên sẽ học xin việc sẽ tốt hơn. Thì qua Mỹ em sắp trường nào? Em học Đại học Temple ở bang Pennsylvania. Đầu tiên thì em có đó em sẽ học chương trình Anh văn 1 năm, sau đó em sẽ học điểm mà ngành tài chính quốc tế mà em đang đi học là Việt Nam. Thời tiết đó cũng mình lành nhưng em cũng có tuyết nên em cũng rất là thích. Thì tại sao em lại chọn Mỹ để du học và không chọn những nước khác? Ở Mỹ là chương trình là tốt hơn mà ban quốc tế Mỹ là cũng rất được là nhiều nơi trên thế giới được công nhận. Chị của em cũng đang theo học ở đó nên em cũng gia đình của em cũng muốn tạo điều kiện cho em cùng với chị em học ở đó tốt hơn, cho thuận lợi hơn. Lúc nhỏ thì em đã thích rằng muốn quản lý tài chính ở mấy ngân hàng ở Việt Nam nên em muốn qua đó học, tiếp tục học nâng cao hơn để sau này về tìm kiếm dễ dàng hơn. Rồi qua đó em biết được dịch vụ của Tân Đại Dương. Chị của em đã phỏng vấn ở Tân Đại Dương nên đã thành công. Bây giờ chị đã giới thiệu cho em tiếp tục tư vấn ở đây và em cũng đã thành công ở đây. Chị anh lúc đầu thì em cũng hơi trục trặc một chút tại vì em chưa có tìm hiểu quá nên chị anh đã giúp em tìm hiểu các thông tin, tư vấn một vài nét về cái trường cũng như là một vài ý kiến để giúp em trả lời những câu hỏi của bạn đại sứ. Trong quá trình học thì em có được anh Phối hướng dẫn một số vài ý kiến mà giống như ở Mỹ là giống như họ cũng biết là biết về đất nước họ đã tốt rồi, nếu mà mình chỉ cần nêu về ở trường có cái chính học là cái điểm là tốt mình nổi bật thì mình nêu lên thôi, còn mấy cái mà họ biết rồi mình không cần nêu lên đấy. Tôi tư vấn về phải sai một chọn trường đó, là trường đó là thuộc 25 trường đại học nổi tiếng ở Mỹ. Nó có nhiều 125 năm kinh nghiệm dạy dày, là mình phải nói nó nổi bật như thế nào, còn không nói nó thành lập thì cũng được hay chứ lắm. Vậy là nó chỗ chọn thơ ở bang đó thì có cảnh hay là thơ tiết như thế nào nổi bật rồi nên em sẽ chọn bang hay là cái trường năm ở đó.
Bây giờ em đã có visa rồi, để em có thể là chia sẻ cho các bạn những cái kinh nghiệm thực tế mà em đã trải qua để các bạn có visa giống như em được hay không? Nói chung cũng gặp người tư vấn của mình nó dễ tính. Nếu mà gặp em vào em gặp thì người tư vấn đó là nó vừa tư vấn vừa đưa ra câu hỏi cho em, mà nếu mà em không hiểu là nó giúp hỏi có bằng tiếng Việt luôn là em trả lời luôn. Còn mà nếu mà vào mà gặp người phiên dịch riêng á là mình phân phải phản nhanh hơn, một phần là cũng ở bản thân mình phải trả lời là tỏ rõ hơn. Lần đầu tiên em đi phỏng vấn thì chị của em đã nói cho em là còn phải mặc áo quần là đang hoặc là sự áo sơ mi con trinh. Vậy là cột tóc đấy nó lịch sự hay là đã giả sinh viên. Nhưng sau này em cảm thấy nó không thoải mái nên được phỏng vấn lần thứ hai thì em chỉ cần mặc áo quần em cảm thấy thoải mái và đôi tóc thì cũng sáng bình thường. Tâm trạng của em là thoải mái nên trả lời cũng rất là tốt, nó cho em đào visa. Thì cảm ơn là Hoàng Thi đã chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tế của bản thân. Thì Tân Đại Dương xin cảm ơn em và chúc cho Hoàng Thi qua Mỹ học tập thật tốt, cũng như là đạt được những mong muốn mà Hoàng Thi đã được đặt ra trước đây. Dạ.